Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Thanh Tâm và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn TV trên mặt tầng 56.10, 14.2 và website lilosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Năm, 10 tháng 9, 2021. Để mở đầu, như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Ngoại trưởng Trung Quốc công du Đông Nam Á, ghé Việt Nam trước tiên. Eurocharm cảnh cáo các công ty Âu Châu sẽ rời Việt Nam vì chính sách phong tỏa nghiêm khắc trong mùa đại dịch. Hai cơn bão tiến vào song song, đe dọa ngập lụt, lở đất tại Việt Nam và Đài Loan. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Theo Thời báo Hoàn cầu của Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay bay sang Việt Nam mở đầu chuyến công du kéo dài một tuần lễ tại bốn quốc gia Đông Nam Á để thắt chặt bang giao và hợp tác nhiều lĩnh vực. Chuyến đi của ông Vương Nghị diễn ra khoảng 2 tuần sau chuyến công du của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhằm kêu gọi các quốc gia ở Biển Đông ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ ghé Cambodia, Singapore và Nam Hàn. Cũng theo tờ Thời báo Hoàn cầu, thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Sion Bon ngay sau chuyến công du Hà Nội của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nhấn mạnh đến sự hợp tác cần thiết để phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cũng xác định rằng Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo bốn quốc gia láng giềng việc hợp tác để đẩy lùi đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế, thực hiện sáng kiến vành đai và con đường nhân chuyến công du lần này. Thưa quý vị, Giám đốc điều hành Eurocharm là Alan Carney vào hôm qua đã lên tiếng báo động nguy cơ cho thấy các công ty Âu Châu có thể sẽ rời khỏi Việt Nam ngoài ý muốn vì nhà nước Hà Nội kéo dài các biện pháp hạn chế quá chặt chẽ và khắc nghiệt để ngăn ngừa nguy cơ lan tràn đại dịch COVID-19 hiện nay đã làm đình đốn quá lâu việc sản xuất và kinh doanh. Ông Alan Carney đã tuyên bố như trên tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, sau khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cán bộ lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông Alan Carney cho rằng, tác động làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ tư quá trầm trọng đối với các thành viên Eurocharm, có nhà máy sản xuất và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Theo ông, 1/5 của công ty thành viên đã tạm thời chuyển nhà máy khỏi Việt Nam và 16% công ty đang cân nhắc quyết định ra đi. Ông Carney cũng cho biết, các thành viên Eurocharm sẵn sàng tài trợ để Việt Nam thực hiện nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, nhưng không thể mua vaccine cho Việt Nam. Cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ hôm thứ Năm là lần gặp gỡ thứ 3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các giám đốc điều hành công ty ngoại quốc tại Việt Nam để thảo luận về đại dịch. Người đại diện Eurocharm cho rằng, nhà nước Cộng sản Việt Nam cần công khai các vấn đề mà công ty ngoại quốc phải đối phó trong mùa đại dịch và yêu cầu họ phải nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân Eurocharm để họ có thể đi vào hoạt động sản xuất trở lại. Cơn bão mạnh đang di chuyển với tốc độ 240 km/h, theo dự đoán sẽ đổ bộ Việt Nam và Đài Loan trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đe dọa trút mưa gây ngập lụt và lở đất, mặc dù có thể yếu đi một chút khi gần đến Đài Loan. Ngày hôm qua, nhà khoa học khí hậu Đài Loan Wu Wanhua cho biết bà dự đoán nhiều cơn mưa xối xả trút xuống nước
trút nước xuống khắp hòn đảo. Không chỉ Chantu mà cơn bão thứ hai Konson sẽ đồng thời đổ bộ Việt Nam vào chiều Chủ nhật tới. Không mạnh bằng Chantu nhưng di chuyển với tốc độ lên tới 150 km/h hướng vào các tỉnh Bắc và phần. Giới chức thẩm quyền Hà Nội cho hay đã di tản khoảng 800.000 người ở các tỉnh nguy cơ bị ảnh hưởng vì cơn bão thứ năm đổ bộ Việt Nam trong năm nay. Theo cơ quan tiên đoán thời tiết Việt Nam thì sẽ còn có từ 6 đến 8 cơn bão đổ bộ nước này từ nay cho đến cuối năm. Tiếp theo phần tin Việt Nam, Công an tỉnh Bình Phước hồi giữa tuần đã nhận xét 4 người từ Cambodia sang, khám phá gần 100 kg ma túy giấu trong các sọt đựng mắm. 4 người này trong độ tuổi từ 20 cho đến 46, chưa được công bố danh tánh và quốc tịch. Người đứng đầu lực lượng Công an Biên phòng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Bình Phước cho biết, số ma túy khổng lồ nói trên được cất giấu trong hũ ngụy trang các loại mắm, vận chuyển trên các chuyến xe đò được cấp quyền ưu tiên từ Cambodia nhập cảnh Việt Nam. Số ma túy nói trên bao gồm 92 gói heroin, gần 60 kg ma túy tổng hợp và 20.000 viên thuốc lắc nặng khoảng 100 kg. Tỉnh Khánh Hòa vừa cho phép các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch hoạt động trở lại với điều kiện chỉ sử dụng nhân viên cư ngụ tại các vùng xanh, vùng vàng tại địa phương có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Họ bị buộc không được sử dụng người lao động cư ngụ tại các vùng đỏ, vùng cam và người ngoại tỉnh. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn cũng đã cho phép các siêu thị và cửa hàng tiện lợi cùng với các cơ sở sản xuất, nhà thuốc tây được hoạt động trở lại từ 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống được phép bán thức ăn mang đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Sài Gòn cũng đã cho phép mở hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam, theo Đài Á Châu Tự Do, chiếc phi cơ đưa đội tuyển túc cầu Việt Nam trở về nước sau các trận đấu vòng loại World Cup của FIFA đã hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn, chở theo 240 phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu tại Saudi Arabia. Theo mạch sống Medi.com, còn gọi là PPSOS, thì đây là chị em phụ nữ Việt Nam đã được đưa sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc nhà. Không may đã rơi vào hoàn cảnh đáng thương trong mùa đại dịch hiện nay. Rất nhiều người sau đó đã bị trắng tay sau thời gian sống lây lất tại Saudi Arabia. Bà Đinh là người dân tộc Bana, quê ở Bình Định, đang bị cách ly tại tỉnh Quảng Ninh, đã kể lại câu chuyện cho biết đã bị ông chủ ở Saudi Arabia thường xuyên đánh đập đến nỗi bị thương ở mắt và tai. Nhiều người khác thì nói bị người chủ Saudi Arabia bóc lột thậm tệ, chỉ cho ngủ mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ và làm việc quần quật cho đến 12 giờ đêm. Vẫn theo PPSOS thì số phụ nữ trên đã được đưa sang Saudi Arabia lao động hợp pháp qua chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam theo hợp đồng ký kết có hiệu lực 2 năm. Bị lạm dụng và bóc lột sức lao động thậm tệ, họ đã bị nhà nước Việt Nam bỏ mặc và cuối cùng được hồi hương nhờ sự giúp đỡ của PPSOS và Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Little Saigon TV. Thảo Tiên và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin thế giới.